Chào tất cả mọi người, hôm trước là cái chiếc xe Abet nó khung sườn thẳng đứng kiểu của nam. Còn ngày hôm nay thì mình có chiếc xe Abet khung sườn cong kiểu của nữ. Bây giờ thì mình sẽ không có làm mất thời gian của mọi người, mình giới thiệu chi tiết cái chiếc xe này cho mọi người xem luôn. Thì về cái cấu tạo khung sườn, như mọi người cũng biết dòng Abet này nó sẽ có cấu tạo khung sườn là khung sườn nhôm. Mấy cái mối hàn của nó theo kiểu vảy cá rất là đặc trưng ở những cái điểm nối hàn ở trên khung. Còn cái phần càng xe phía trước thì nó bằng thép. Và cái xe Abet này nè, nó cũng có nhiều dòng lắm. Những dòng Abet mà cái dây phanh với cái dây đề nó đi ra bên ngoài thì nó sẽ không có giá trị bằng những cái dòng Abet kiểu như vậy. Cái dây phanh dây đề mọi người để ý là nó sẽ được âm vào trong khung sườn. Chút mình quay xa mọi người sẽ dễ nhìn hơn. Phía trước thì đầm xe nó đóng vai trò là dynamo phát điện, nó sẽ cấp điện cho cái đèn cảm biến ở phía trên. Khi mà mọi người di chuyển, đèn xe nó sẽ phát sáng. Cái rổ này là loại mới, mình lắp thêm vào. Nhưng mà nhìn cái rổ này cũng rất là chất lượng. Và nếu mà mọi người tìm mua nó cũng khá là đắt tiền, khoảng vài trăm ngàn chứ không rẻ. Xe này thì nó có một điều đặc biệt là nó sẽ hiếm gặp hơn mấy xe khác ở chỗ nó sử dụng cái đùm 5 số âm ở bên trong. Vì vậy ở phía trên này nó có cái tai vạn số ứng với 5 tốc độ số cái đùm ở phía bên dưới. Mặc định là số 1 rồi tới số 2, số 3, số 4, số 5. Phía bên tay trái thì nó có được trang bị cái chuông zin theo xe. Chuông đó là cái chuông vặn và mọi người vặn nó sẽ phát ra cái âm thanh như mình vừa có thử cho mọi người xem. Trên phần ống đứng của xe là nơi được dán rất là nhiều những cái tem nội địa tại Nhật. Toàn bộ màu sơn của chiếc xe này đã được tút lại, nhưng khi tút lại cái màu sơn thì bên mình vẫn giữ là được những cái tem nội địa tại Nhật. Chắn xích ngay chỗ này thì nó bị vỡ và mình có hàn nhựa lại rồi. Xe nó sử dụng dây Cura thay vì cái dây sơn hay còn gọi là dây xích như thông thường. Và cái dây Cura này nó sẽ rất là bền. Nhiều anh em hay ngại là không biết cái này đi nó có nhẹ hay là không, rồi nó có mau hỏng hay không. Thì mình bán mấy cái dòng xe này rất là nhiều, khách của mình sử dụng 5, 7 năm, 8, 9 năm nó vẫn không vấn đề gì. Và nó cũng khá là dễ tìm mua. Nếu mà mọi người mua xe của mình thì mình sẽ hỗ trợ tìm mua cái sợi dây Cura khác nếu mà chẳng may bị hỏng. Đây là đùm phía sau, đùm này là đùm mang thương hiệu Shimano. Và nó có 5 tốc độ số bên trong cái đùm này, không cần phải dùng cái cùi đề mà nó âm hết tất cả bên trong. Kích cỡ vòng bánh của xe này là 27 inch và xe nó được trang bị cái vành niệm inox nè, cam inox, rồi dè chắn bùn inox, đùi chỉ nhôm, ba ga inox, hydro tăng bằng nhôm. Đây là ngoại hình, ở phía bên còn lại mình sẽ quay luôn cho mọi người xem. Bên này thì cũng khá là tương đồng với bên kia, mình là mọi người sẽ quan sát thêm được là xe nó có cái khóa chuyền, tức là khi mà mọi người khóa ngoài sau, cái cổ xe nó sẽ khóa theo. Nguyên lý hoạt động của nó cũng rất là đơn giản, nó có cái phần dây cáp ở ổ khóa phía sau. Khi mà mọi người khóa phía sau thì cái cáp nó sẽ rút cái phần cổ xe phía trước, làm cái cổ nó cũng khóa theo luôn. Phía sau thì xe nó có trang bị cái đèn LED cảm biến rung động. Và cái đèn này nó có cái tấm pin mặt trời. Thì lâu ngày mọi người sử dụng, mọi người mang nó ra ngoài nắng mình phơi để nó hấp thụ cái năng lượng mặt trời thì tối mọi người di chuyển khi mà có rung động thì cái đèn nó sẽ nhấp nháy. Hiện tại thì nó không nhấp nháy, mình nghĩ là nó đã hết pin rồi. Tại vì ở bên trong nó còn cái pin đồng hồ để mà mọi người lắp vào trong đó nữa. Trường hợp nó không nhấp nháy là một là nó hết cái pin đồng hồ đó, hai là nó chưa có nạp đủ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Xe nó có cái khóa chuyền mình vừa nói lúc nãy, và cái khóa này là cái khóa mình đã làm cái chìa lại rồi và chưa có đút ra đút vào nhiều, cho nên là nó còn hơi chưa có trơn tru cho lắm. Mọi người sử dụng nhiều thì nó sẽ mượt bình thường thôi chứ cũng không vấn đề gì. Sơ lược về cái chiếc xe này thì mình đã giới thiệu và mọi người cũng đã nắm được những cái tình trạng của nó. Nếu mà mọi người xem thấy chưa có rõ chỗ nào nữa, cần mình tư vấn cụ thể gì hơn thì cứ alo trực tiếp vào số điện thoại mình để góc màn hình. Và khi xem video thì mọi người nhớ bỏ một chút thời gian ra ấn đăng ký kênh YouTube Xe đạp Mường Bi để xem thêm nhiều những cái mẫu xe khác. Xe đạp Mường Bi chân thành cảm ơn.